quý vị và các bạn, xuyên tạc, bịa đặt về công tác bầu cử, kêu gọi tẩy chay bầu cử là những chiêu trò được một số thế lực phản động tung lên không gian mạng nhằm chống phá cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Điều này đòi hỏi mỗi người cần phải cảnh giác và có sự lựa chọn thông tin, đồng thời phải chủ động đấu tranh với những thông tin xấu độc về công tác bầu cử trên không gian mạng. Gần đây, trang mạng phản động này liên tục đăng tải một số bài viết bình luận sai sự thật, xuyên tạc về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp trên Facebook. Còn kênh YouTube này liên tục có clip đưa những thông tin sai lệch về cuộc bầu cử. Trên không gian mạng đang có không ít thông tin xấu độc về bầu cử. Vì vậy, việc tiếp nhận thông tin đòi hỏi phải có sự chọn lọc trên cơ sở nhận thức, bản lĩnh chính trị và tinh thần cảnh giác của mỗi người. Tất cả những thông tin trên mạng thì chúng tôi cũng chọn lọc và cũng qua đó thì cũng thông báo cho các anh em đoàn viên thanh niên của mình để hiểu rõ về thứ nhất là từ luật bầu cử, nguyên tắc bầu cử cho đến những thông tin độc hại để cảnh báo đoàn viên thanh niên là không bị kéo theo những cái trang thông tin độc hại. Trên thông tin thì nó cũng nhiều các trang mạng nó cũng còn xuyên tạc, nhưng xong thì đối với cả bản thân và vậy vận động nhân dân là thực hiện và chỉ xem những cái chương trình mà đối với cả của Đảng nhà nước như chương trình VTV1 hoặc là Đài Hưng Yên rồi một số các cái như vậy là thông tin chính thống. Bên cạnh việc chủ động nhận diện cũng rất cần chống lại các thông tin xấu độc, trong đó công tác tuyên truyền ngay từ cơ sở có ý nghĩa hết sức quan trọng để đấu tranh phản bác với thông tin xấu độc. Có những nội dung liên quan đến cái trang mạng những xấu phải lựa chọn những cái trang mà chính thống để tuyên truyền, đảm bảo tuyên truyền từ huyện đến cơ sở. Không gian mạng là ảo nhưng sự tác động là thật. Để tránh những thông tin xấu độc trên mạng về bầu cử, mỗi cư dân mạng cũng cần là cử tri có trách nhiệm, bản lĩnh vững vàng, nhận thức chính trị đầy đủ, am hiểu về công nghệ. Bên cạnh đó cần thường xuyên truy cập, chia sẻ, quảng bá những trang mạng chính thống có tính định hướng cao như Hương Nhãn, Đất và Người quân khu 3, Hương Sen Việt.